Rồi chào các bạn nha. Thì hôm nay mình mới mua được cái man Gigabyte 61MDS2 ha. Phiên bản là 2.2 ha. Thì cái man này nó bị cái tình trạng là lúc chạy lúc không ha. Rồi để mình gắn lên cho các bạn xem ha. Nó báo gam ha, mình gắn gam lên cho các bạn xem. Rồi để cho nó nó thì gắn gam thì lúc nó lên lúc nó hồng ha, nhưng mà nó lên không được vô màn hình nữa ha. Lên cái rồi nó tắt ha. Thì mình nghi ngờ nó lỗi BIOS ha. Rồi để mình nạp BIOS thử nha. Rồi thì sau khi mình tháo hai BIOS ra mình nạp lại luôn hai con ha. Nạp hai con cho nó chắc ha. Rồi để mình gắn lại ha. Men này thì chưa thấy dấu hiệu sửa chữa gì ha. Để mình nạp BIOS lại coi nó ổn không ha. Nếu mà nó không hết là có khả năng là nó bị gỉ rồi ha, bị sét rồi. Mấy cái dòng này nó dễ lỗi BIOS lắm ha. Bây giờ mình nói thiên là mua cái men cũ về nên cập nhật một lần cho nó chắc ăn ha. Mình mới mua cái đồ thâu âm để cho nó lớn tiếng một chút ha, dễ nói chuyện cho dễ nghe ha. Thì tại vì có nhiều bạn comment nói mình nói nhỏ quá. Thì các bạn nào thích cái mảng này thì các bạn đăng ký rồi ha. Các bạn có gì không hiểu thì cứ nhắn mình chỉ ha. Cái chat lên đó đi rồi mình đọc được rồi mình trả lời ha.
cái men này thì nó dạng nó nhiều bệnh lắm nha, cái bệnh lõi vi ốt này là rất là nhiều luôn á. Rồi vệ sinh nó cái rồi mình test thử coi nó có lên hình không nha. Thấy không? Giga 2.2 ha. Rồi mới nạp cái ớt vô rồi đó thì để cho nó nguội tí ha. Rồi coi nó có lên không nha. Nếu không lên là nó bệnh hình khác nó nghỉ rồi ha. Có lên hình không? Lên hình này ha. Đây, quay qua cho các bạn coi ha. Đó, lên hình nè. Thì mấy men Gigabyte này nó chuyên cái lỗi BIOS nhiều lắm nha. Rồi. Thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn như đây thôi ha. Rồi, bạn mà muốn mình yêu cầu mình làm cái gì đó thì mình gặp thì mình sẽ làm ha. Rồi, chúc các bạn nhiều sức khỏe ha. Bye bye các bạn.